Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ trân trọng gửi tới quý vị một dự án rất là mới thuộc phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với dự án này thì có tổng thể là 12 căn nhà, đã bán 9 căn, mặc dù chưa quay lên, chưa up lên nhưng đã bán được hẳn là 9 căn và chỉ còn duy nhất 3 căn. Căn thấp nhất còn lại ở đây đó là 3 tỷ 600 triệu đồng. Căn tiếp theo là 3 tỷ 950 triệu đồng và căn cuối cùng có giá là 4 tỷ 250 triệu đồng. Với cái dự án này thì như quý vị nhìn thực tế, đường ngõ sân trước nhà là đang còn ngổn ngang một chút. Cái ưu điểm lớn nhất của cái dự án này đó là nó rất là gần đường, cách với đường ô tô 20m, cách với lại trục đường Trần Phú Hà Đông, nó chỉ phạm vi bán kính khoảng tầm 200m, cách với đường 19 tháng 5 dọc trục đi ra Văn Quán, nó chỉ phạm vi bán kính cũng khoảng tầm 300m thôi. Giao thông đi lại vô cùng tiện ích. Với cái vị trí này thì quý vị có đi lên trên phố, lên lối lên cái phía mà Thanh Xuân Nguyễn Trãi rất chi là gần. Giá chào bán với 12 căn nhà này thì cũng rất chi là hợp lý. Ngọc Ánh sẽ quay cái căn ngoài cùng này với cái giá 4 tỷ 250 triệu đồng để gửi tới quý vị. Với cái dự án 12 căn nhà này thì hồ sơ giấy tờ, sổ đỏ chính chủ, giấy phép xây dựng chuẩn chỉnh, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị lên tới 80% giá trị của cái căn nhà này. Căn nhà này hướng nhà là hướng Tây Bắc, còn một căn nhà hướng nhà là hướng Tây Nam, và còn một căn trong cùng đó chính là một cái căn hướng Đông Bắc nữa mọi người ạ. Với cái phần hoàn thiện của ngôi nhà thì gần như cái căn nhà này còn một chút nữa thôi là có thể dọn đồ về ở ngay. Phần hoàn thiện ngôi nhà thì rất là chín chu với cái căn nhà 5 tầng diện tích 30m mọi người ạ. Tất cả đều có ban công mở hướng ra phía bên ngoài. Và với cái thiết kế của ngôi nhà này thì ở đây cửa chính là hai lớp, lớp ngoài là lớp cửa cuốn và bên trong là cửa gỗ kính. Mời người theo chân Ngọc Ánh vào khám phá tầng 1 của ngôi nhà. Quan trọng nó là vị trí thôi mọi người ạ. Còn đâu thì về cơ bản thì nhà hoàn thiện cũng khá là chỉn chu, đầy đủ. Phần hoàn thiện tầng 1 của ngôi nhà đây thì hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Ở đây chủ nhà có lắp luôn cho mình một chiếc quạt trần. Đây, cửa bên trong, cửa gỗ kính rất là chắc chắn, xịn sò, hàng cao cấp luôn mọi người ạ. Và với cái phần đây là cái phần phòng khách thì được ốp, ở đây là ốp cái nhựa PVC giả đá, rất chi là đẹp. Đây là phần phòng khách. Hệ thống trần thạch cao đây, mọi người có thể nhìn thực tế trần phào rất là chỉn chu. Căn nhà này thì Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi, có cái giá chào bán 4 tỷ 250 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Và hiện tại ở cái dự án 12 căn nhà này thì còn một căn nhà duy nhất là 3 tỷ 600 triệu đồng ở phần trong cùng, cuối cùng của ngõ, căn cuối cùng luôn mọi người ạ. Đây là cái phần phòng bếp. Đây, phòng bếp của ngôi nhà đây mọi người này, còn nguyên cả bọc ni lông. Đó, rất là chuẩn. Với cái tủ gỗ An Cường chống cong vênh mối mọt ở đây, xung quanh bếp thì được ốp kính ốp bếp, mặt bếp ốp đá granite. Và hai cái tông màu chủ đạo của cái phòng bếp này đó là trắng và cái màu xanh ghi. Với cái vị trí này thì nó rất là gần với lại cái trường Học viện An ninh Nhân dân, trường Học viện Bưu chính Viễn thông, trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. Nói chung là rất là gần với trường Đại học Mật Mã. Nó tóm lại là mọi người ơi, với cái vị trí này thì nó gần như là trung tâm rồi, xuất sắc luôn. Xung quanh thì ngập tràn tiện ích từ trường mầm non cấp 1, cấp 2 cho đến những cái trường chuyên của Hà Đông, nó đều nằm ở cái khu vực phường Văn Quán này. Và ngoài ra ở phần tầng 1 thì là còn một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này thì hơi nhỏ nhưng mà đáp ứng cho quý vị về cái bồn cầu sử dụng cũng như vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang ở đây thiết kế là gỗ lim. Ở đây là có một cái vách gỗ CNC để ngăn cách giữa phần cầu thang và phần phòng khách. Căn nhà này thì nó cực kỳ thoáng mọi người ạ, bởi vì là cái cửa của nó chếch ra ngõ, cho nên là cái hướng nhà tuy hướng là hướng Tây Bắc nhưng mà về cái phần ngõ nó hút gió vào rất chi là mát. Ngọc Ánh đã review cụ thể đường, hướng, giá, vị trí rồi. Mời người theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tiếp theo các tầng ở phía bên trên của ngôi nhà nhé. Ngoài đang đi lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà thì với cái ngôi nhà này diện tích nó có 30m, thiết kế nó sẽ là mỗi một tầng một phòng ngủ rất là rộng, có ban công mở hướng ra phía bên ngoài. Đây, căn nhà này ưu điểm tiếp theo nó là lô góc mọi người ạ. Đó, lô góc hai mặt thoáng cho nên ở đây có hai cửa sổ ở phía bên cạnh. Phòng ngủ được thiết kế sàn gỗ,
Cửa thông phòng thiết kế là gỗ lim, hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led âm trần chiếu sáng. Hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt đầy đủ hết rồi. Đây, phòng vệ sinh ở phía tầng 2. Đầy đủ cho quý vị hệ thống sen kê tắm nóng lạnh, bồn cầu. Đến ngay cả trong phòng vệ sinh nên mọi người còn nhìn thấy không? Chủ đầu tư thiết kế rất là chỉn chu, trần phào ở đây này mọi người này. Đó, phào vào với cái đá màu nâu này nhìn nó rất là nổi bật. Nhìn nó rất là sang ở trong cái căn phòng này. Và lavabo bàn đá, hệ thống nước, hệ thống điện ở đây thì gần như là lắp sẵn rồi. Hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn, sổ đỏ riêng biệt từng căn, hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên tới 80%. Mọi người theo Trang Ngọc Ánh lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Như Ánh vừa chia sẻ với mọi người rồi, với cái căn nhà này 5 tầng 30m thì tầng 2, tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà mỗi một tầng thiết kế một phòng ngủ rộng và một phòng vệ sinh ở phía bên trong. Tầng 2, tầng 3 và tầng 4 thiết kế giống nhau, đều là có phòng và hướng có ban công mở được hướng ra phía bên ngoài đây. Thực tế hướng Tây Bắc đây mọi người ạ, nhưng mà đây mở cửa ra nó rất là hút gió bởi vì cái cửa chính của ngôi nhà nó chếch vào cái ngõ. Đây, lô góc cho nên là phòng ngủ nào cũng mở được ra phía hai bên, rất là thoáng. Mở cửa này ra cực kỳ mát luôn mọi người ạ. Đấy. Bởi vì bên trong này nó là hướng đông, hút gió cực kỳ. Và phòng vệ sinh ở phía tầng 3. Như vậy, với căn nhà này, nếu như mà bước chân lên trên phía tầng 4 nữa thì là có 3 phòng ngủ riêng biệt. 3 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh, tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4 đi lại giao thông rất là thuận tiện. Gần với trục đường 19 tháng 5, gần với trục đường Trần Phú, Hà Đông. Xung quanh ngập tràn tiện ích, quý vị có đi lại từ đây ra đây. Từ đây mà ra tới văn quán nó chỉ khoảng phạm vi bán kính 300m thôi. Và Ngọc Ánh xin trân trọng mời quý vị lên khám phá tầng 5, tầng cuối cùng của ngôi nhà nha. Bước lên trên phía tầng 5 của ngôi nhà thì ở đây có một cái ô dính trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang. Tiếp theo, với cái tầng 5 ở đây, chủ nhà thiết kế cho mình một cái ô phòng thờ mọi người ạ. Đó, ngập tràn ánh sáng cũng rất là thoáng, cửa sổ mở ra hướng bên ngoài. Và phần còn lại đó chính là sân phơi. Đây là phần sân phơi. Phần sân phơi này thì được lợp mái cũng như là xung quanh là bao bởi cái inox rồi mọi người ơi, chất liệu inox 304. Rất là an toàn. Rất là thoáng. Vị trí của nó là thuộc phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, gần với trục đường Trần Phú như ở đây quý vị có thể nhìn thấy. Rất là nhiều chung cư cao tầng. Cũng như là cái vị trí này thì phải nói luôn với chia sẻ với mọi người là nó gần như trung tâm rồi, cho nên quý vị không cần phải hỏi Ngọc Ánh luôn là ở đây dân cư có đông đúc hay không, mà bởi vì là nó quá đông luôn mọi người ạ. Bởi vậy cho nên là cái giá nhà đất nó mới cao hơn so với những khu vực khác. Tại sao ở Yên Nghĩa lại chỉ có những căn tầm 1 tỷ 8, 2 tỷ xây thực tế nó cũng như thế này, nhưng mà ở Văn Quán Hà Đông thì với cái căn này thì nó tầm 3 tỷ 6 đến 4 tỷ, 4 tỷ hơn. Nó là vị trí bất động sản, nó là gần trung tâm hơn. Và quý vị muốn tìm hiểu biết thêm thông tin căn nhà này thì vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho Ngọc Ánh nhé. Đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt. Xin chào và gặp lại tất cả quý vị yêu quý của em ở những video sau.